Ủa, Rock Kingdom hả? Đây con mới sống con nè. Ồ, tôi á, thì thấy bên ở shop về quá trời hàng đều quýt luôn. Nên ra là tôi mới đang đáp cùng em của nhà Risley nè. Ôi, Risley hả? Ấy phải cái con mà cái sừng nhọn nhọn rồi có cái trang bị khủng ở tay đúng không? Michael Lee chứ vậy. Ông á, tài lanh quá trời quá đất luôn á. Làm như cái nhà Risley có mỗi con này là có trang bị khủng vậy. Đây nè. Cái bắt khiên này ra là Begu Bente. Thôi, giờ tôi có Michael Lip, ông có Begu Bente. Tụi mình thí nhau coi con nào trang bị khủng hơn, ok không? Ok, chơi với ông luôn. Ê, mà ai thua là phải chở người thắng đi tham dự khai trương chiến nhóm thứ 6 của The Shop nha. Bắt đầu luôn cho nóng. Michaelis và Begu Bente là những mobile suit được phát triển dựa trên Begu Bell bởi tập đoàn Crasley Defense System, và cả hai đều xuất hiện lần đầu trong cuộc chiến sống còn với Suleta nhằm tranh quyền sở hữu công ty Gundam. Trong chiến đấu thì cả Michaelis và Begu Bente đều thể hiện sự áp đảo của mình nhờ vào việc di chuyển linh hoạt, cộng với việc trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, điển hình là Antidote, giúp chống lại gun format từ Permit Score 3 trở xuống. Nhờ đó mà Michaelis gần như đã có cơ hội để hạ gục Ariel. May mắn là Chuchu đã kịp thời sử dụng Demi Trainer và tặng cho hắn một pha headshot tầm xa cực chuẩn xác. Về sau thì cả hai mobile suit cũng xuất hiện lần nữa trong cuộc tập kích ở trường Anticassia. Riêng Michaelis thì đã có một diện mạo mới và chiến đấu một trận hoành tráng với Daribode của Guel, nhưng kết cục thì vẫn chỉ có một, thất bại. Nếu bạn đã từng ráp qua bộ kit của Begu Bell thì có thể bắt đầu ráp ngay em Michaelis luôn, bởi vì là cách lắp ráp gần như là tương tự. Tụi mình vẫn sẽ có các runner màu trắng, tím và màu clear. Mặc dù là cấp độ HG nhưng mà đề can đi kèm tương đối là nhiều nha. Chủ yếu là để dán cho beam pressure và các công nghệ dọc trên thân. Còn đối với Begu Bente thì cái tên nói lên tất cả, giống như là lấy runner của em Begu Bell rồi sơn tăng đam vậy á. Gần như là không có sự khác biệt luôn. Các chi tiết giáp trụ của Michaelis được lấy cảm hứng từ giáp trụ thời trung cổ, pha lẫn một cái sự hiện đại của máy móc, kết hợp cùng với tông màu tím trắng làm cho cổ máy này mang lại một cái cảm giác nó hiệp sĩ hào hoa, tao nhã. Khuôn mặt của Michaelis thì đã quá nổi bật nhờ vào cái điểm nhấn dấu thập, cũng như là được làm bởi cái phát trong suốt và lớp đề canh giấy ánh kim bắt sáng cũng cực kỳ tốt nữa. Xung quanh khuôn mặt thì được che chắn bởi mảnh giáp màu trắng, chỉ để lộ ra khuôn dấu thập cực kỳ ấn tượng mà thôi. Anten của Michaelis cũng độc lạ không kém khi mà nhìn rất là giống với lại chi tiết ở bên trên mũ Gali của các binh sĩ Roman thời Trung Cổ á. Cổ của em này thì hơi nông nhưng mà được cái là giáp cổ được nới rộng ra nên đầu di chuyển khá là thoải mái. Thân trên và hông thì nối với nhau bằng một cái trục khớp tròn, tuy nhiên thì biên độ cử động lại tương đối hạn chế một chút. Một điểm đặc biệt của mobile suit nhà Crasley chính là cái ghế ngồi của Pilot, được thiết kế lộ hẳn ra như thế này, giống với ghế Pilot của Third A Gundam. Mặt sau thì có backpack nhỏ gọn được gắn bằng hai trục khớp 3mm, và cũng như các kit The Witch khác, bạn có thể thay đổi backpack qua lại nhờ vào hai lỗ khớp 3mm này. Mảnh giáp ngực thì chỉ che chắn được phần thân trên thôi, nên giữa eo sẽ để lộ ra một phần eo siêu thon gọn. Qua tới giáp vai thì ở em này được thiết kế bo tròn với một cái kích thước cũng gọi là cực kỳ lớn.
Mặt trước thì có một điểm nhấn, đó là mảnh pad trong suốt ánh tím, nên là nhìn cái bộ phận này đỡ đơn điệu hơn. Nhưng nổi bật hơn chính là cái phần cánh tay phải của Michaelis thì được độ thành Beam Fraser. Chi tiết về trang bị này thì tụi mình sẽ đề cập sau cho nó có thứ tự lớp lang ha. Còn bên tay trái thì có thiết kế tương tự như Pegu Bell với bàn tay cầm nắm mặc định rồi. Cổ tay của Michaelis thì có mảnh giáp to với hai lỗ khớp để mà gắn trang bị như một chiếc khiên nhỏ. Nhưng mà công dụng thì to nha. Cánh tay phải do có beam pressure nên là cử động sẽ bị hạn chế một xíu, nhưng bù lại thì tay trái nó sẽ cử động vô tư. Không như các kit Gundam khác thì eo và hông là một khối liền mạch với nhau, nên bạn sẽ không thể mà xoay hông qua lại được. Mảnh giáp váy trước ở em này nhìn rất là gọn gàng, với thiết kế giống như là giáp váy của các bộ giáp hiệp sĩ vậy ạ. Mảnh giáp váy sau thì lại có một kích thước lớn hơn với một cái ống xả ở giữa. Michaelis thì không có giáp hai bên hông nên là sẽ để lộ ra hai mảnh pad clear ở hông như thế này. Do không bị vướng giáp váy hai bên và phía trước nên là cái biên độ cử động của chân là cực kỳ tốt. Ví dụ như cái việc mà đá ra trước, xoạc ngang hay là gập đùi lại thì đều rất là vô tư luôn. À, đặc biệt là khi gập đùi lại thì tụi mình có thể di chuyển mảnh giáp ẩn bên trong để mà che bớt cái khớp chỗ này lại. Và phối màu cũng là một điểm cộng ở chân khi mà được phân bổ rất là có chủ đích. Với phần trên đầu gối và mặt trước thì có màu chủ đạo là trắng, giống như là mình lấy một cái giáp ở ngoài rồi mình ốp vào vậy á. Hai bên chân đều được trang bị thêm hai chiếc khiên nhỏ gắn cố định nên là không thể xoay chuyển được. Bàn chân thì hơi nhỏ, giống kiểu chân của 30mm. Điều này thì cũng dễ hiểu bởi vì là Michaelis là một mobosuit thiên về việc chiến đấu trên không và ngoài không gian, nên là mình cũng sẽ không quá chú trọng vào việc là đứng trên mặt đất. Trang bị của Michaelis thì đơn giản như cái thiết kế body của ẻm vậy á. Thì mình sẽ có Beam Pressure và Beam Saber. Beam Saber thì được thiết kế ẩn ở bên trong cái chiếc khiên nhỏ ở bên cánh tay trái. Nó thường được sử dụng khi muốn chiến đấu kiểu song kiếm hợp bích. Còn Beam Breaker là vũ khí chính của Michaelis. Khi ở dạng chưa kích hoạt thì nó sẽ giống như một cái khẩu súng gắn tay của Mega Man. Ở dạng này bạn có thể sử dụng như beam rifle hay gắn lưỡi beam vào để dùng như là beam saber cũng được. Còn khi kích hoạt, vũ khí này sẽ nhìn như một đóa hoa ba cánh với phần cánh có móng vuốt, có thể sử dụng để bắt, tấn công đối thủ. Đồng thời khi kích hoạt antidote sẽ có ánh sáng xanh lá ở bên trong. Ngoài ra thì bộ kit còn tặng kèm một chiếc đế dựng nhỏ cùng một cái sợi cáp để bạn có thể tách rời beam pressure và sử dụng nó ở dạng điều khiển từ xa. Không giống Michaelis, Pegu Bentai là thuộc dạng mobile suit sản xuất hàng loạt, cho nên là thiết kế sẽ lại hơi đơn giản hơn một xíu nữa. Ngoài ra thì em này cũng có thể được xem như là một phiên bản hoàn chỉnh hơn của Pegu Bell, cho nên là về mặt thiết kế thì sẽ giữ lại gần như là 90% luôn. Đầu thì vẫn giữ lại kiểu đầu dẹt như Pegu Bell, nhưng thay vì là chữ thập ở giữa thì Pegu Bentai có một cái chi tiết giống như Permascore với đường vân sọc màu tím ánh kim bắt mắt hơn, được bọc lại bởi một cái phát trong suốt. Tới đây thì các bạn mà chia làm hai phe là thích cái kiểu chữ thập hơn hay là phát trong suốt hơn thì comment ở bên dưới nha. Phía trên thì cũng được bổ sung một cái chiếc sừng anten giống kiểu của Michaelis nhưng kích thước nhỏ gọn hơn. Còn khớp cổ thì cũng y chang như hai em kia mà thôi, vẫn di chuyển một cách thoải mái mà không bị cản bởi bất kỳ một cái giáp cổ áo nào hết. Phần giáp ngực thì cũng không khác biệt gì mấy so với Pegu Bell, cũng là một cái kiểu giáp ôm che chắn với chi tiết khá là bắt mắt và tập trung điểm nhìn vào vị trí cockpit hình cầu trong suốt ở bên trên ngực. Phía sau thì vẫn sử dụng cái kiểu khớp 3mm quen thuộc rồi để gắn backpack. Chi tiết về backpack thì tụi mình sẽ đề cập ở phần trang bị đi. Điểm khác biệt giữa hai kit chính là Pegu Bentai sử dụng một cái trục khớp thẳng thay vì là khớp tròn. Nhưng mà biên độ thì lại không bị hạn chế nha, vẫn có thể xoay chuyển được và hơi gập người lại được. Mảnh giáp váy trước tuy là nhỏ gọn hơn nhưng mà nó không bị cố định một chỗ như Michaelis. Còn váy sau thì cũng được tinh giản bớt, chủ yếu là để không cản trở biên độ cử động của chân. Hai bên giáp vai thì có kích thước khá là to, được thiết kế kiểu lớp xếp chồng lên nhau nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến chuyển động của tay đâu. Giáp cổ tay hai bên thì cũng có lỗ khớp để mà gắn trang bị luôn.
Ở đây bạn có thể tháo cái chiếc khiên nhỏ từ Microlis ra để mà gắn cho bagel bente, nhìn cũng khá là hay ho á. Hoặc là gắn các trang bị khác của nhà Crossley lên cũng được luôn. Xuống tới chân thì ở đây cũng có Paclia để mà tạo điểm nhấn. Mảnh giáp đùi lớn ở phía trước có mỗi kiểu thiết kế gấp khúc, tạo mảng, tạo khối, nhìn khá là ấn tượng. Đầu gối thì có thể gập lại cực kỳ sát và có một cái mảnh giáp xoay lên xuống được để mà hỗ trợ che bớt cái khớp nối khi mà gập chân. Em này thì có thể biểu diễn tuyệt chiêu gập mũi chân lại để mà tạo thành một cái bộ vuốt bấu chặt lấy kẻ địch. Mặc dù là thiết kế của Mobile Suit không có gì quá nổi bật khi mà sao y bản chính từ Bagu Bell luôn, nhưng mà trang bị của nó lại chính là thứ khiến cho bộ kit này độc đáo và được người chơi săn đón. Chính là chiếc khiên với kích thước siêu khủng cùng với khẩu beam rifle cực kỳ to lớn này. Ngoài ra thì còn có backpack và beam saber nữa. Backpack mới nhìn qua thì nhìn khá là đơn giản, với bộ đẩy ở giữa nhằm hỗ trợ tăng tốc, nhưng mà hai cái nhánh cảm ứng này có thể nới dài ra được để lộ màu xanh khá là bắt mắt của Antidote khi mà kích hoạt. Tiếp theo là khẩu beam rifle. Dù chỉ với vài bước ráp đơn giản bằng hai phát lớn như là hầu hết các kit hacker khác, nhưng các đường line và họa tiết ở trên thân súng lại được làm rất là tỉ mỉ. Do đó là bạn hoàn toàn có thể sơn dựa theo các mảng hoặc kẻ lăn để mà tăng thêm tính thẩm mỹ. Thiết kế của khẩu beam rifle cũng độc lạ nữa, khi mà cán cầm nằm ở nửa trước thân súng và cầm theo kiểu vác vai, cực kỳ nhìn rất là uy lực. Và cuối cùng không thể không kể đến Nun Kinetic Shield, chiếc khiên với kích thước khủng, với một cái tạo hình chữ thập kết hợp cùng mảnh đề canh xanh ánh kim ở giữa nổi bật. Chiếc khiên này thì thực chất chính là Antidote, dùng để chống lại gun format. Mặt trước khiên có các chi tiết lằn viền tạo hiệu ứng nhiều lớp giáp kết hợp cùng nhau. Mặt sau dù thường là góc khuất nhưng mà bạn có thể thấy các đường line cũng chi tiết không kém. Cán cầm cũng có một cái khớp nối dài để hạ khiên lên xuống được. Mặt xoay tròn này có thể xoay qua lại để mà điều hướng và có thể tháo rời ra để nối với cáp, tạo thành dạng điều khiển từ xa. Chỉ vậy thôi thì cũng giống với các khiên khác, đâu có gì để mà review ở đây. Chính xác cái điều mà làm cho tụi tôi trầm trồ đó là khi khiên ở trạng thái kích hoạt. Bốn cạnh chữ thập có thể nới rộng ra theo bốn hướng để lộ thêm nhiều chi tiết đề canh ánh kim bắt sáng cực kỳ đẹp. Chưa kể là ở giữa cũng làm hé ra những chi tiết máy móc ở bên trong khung, dù là nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ sắc nét, khiến cho chiếc khiên này tăng thêm phần nguy hiểm. Cuối cùng là cán beam saber được ẩn giấu gọn gàng ngay ở bên trên mặt sau của khiên. Vì khớp gắn khá là nhỏ nên khi tháo ra hoặc là gắn vào thì bạn nên xoay cái cán để mà rút ra từ từ thôi. Bộ kit thì cũng sẽ đi kèm thêm hai lưỡi beam saber để bạn trang bị cho cán nha. Con Microlis của tôi có mỗi cái beam tracer thôi mà nó tách thành đủ thứ loại trang bị khác nhau, cũng không coi thường được ha. Còn cái con Bagu Bente của tôi thì là không có gợp trang bị là được như con của ông, nhưng mà con của tôi cận chiến với tầm xa cái nào cũng có. Rồi rồi, biết hay rồi. Giờ không biết em nào hơn hả thì nhờ các bạn trên kênh vote đi nè. Các bạn cảm thấy thích trang bị của em nào hơn thì nhớ comment bên dưới cho nè shop biết nha. Và đừng quên, chúng ta có hẹn vào ngày 4 tháng 11 tại chi nhánh thứ 6 của nè shop ở tầng 2 Enmon Bình Tân, với rất nhiều sự kiện thú vị đang chờ đợi các bạn, đừng bỏ lỡ. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip cũng như là đồng hành với nè shop trong thời gian qua. Còn bây giờ thì tạm biệt.